nước chấm ba miền ngon và tiện, đậm đà hương vị truyền thống cho món canh chua thơm ngon đậm Việt. Nước chấm ba miền ngon và tiện dáng eo thon, còn rất hợp cho món kho. Món thịt luộc ăn với nước chấm gì ta? Ba miền ngon và tiện đây. Nước chấm ba miền ngon và tiện.